Trong bài học lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn thiết lập một hệ thống lưới phân tích trong phần mềm Ecotech Analyst. Trong clip hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tiến hành một vài cái phân tích nhỏ dựa trên cái hệ thống lưới phân tích mà chúng ta đã tạo ra trong bài học lần trước. Đây là mô hình lần trước chúng ta đã tạo ra cùng với hệ thống lưới. Thì bây giờ để tiến hành phân tích, các bạn có thể tiến hành một vài phân tích cơ bản như sau. Các bạn có thể thấy mục Calculation ở trong mục Analyst Grid. Chúng ta có thể phân tích Lighting Level, nghĩa là cái cấp độ chiếu sáng. Thì các bạn có thể kích vào Lighting Level và chọn Perform Calculation. Lưu ý rằng trước khi chúng ta tiến hành phân tích thì các bạn sẽ thiết lập các thông số về thời tiết cũng như ngày tháng ở đây. Đấy. Sau đấy các bạn sẽ kích vào Perform Calculation. Ở đây chúng ta sẽ có những cái bước để thiết lập cho quá trình tính toán và thường nó sẽ có 7 bước. Đấy. Bước đầu tiên các bạn sẽ thấy là bạn muốn tính toán cái gì. Ở đây chúng ta sẽ chọn Natural Light Level, tức là ánh sáng tự nhiên. Mình kích Next. White Suit Light, chúng ta sẽ chọn Over the Analyst Grid, nghĩa là chúng ta sẽ phân tích trên cái mặt phẳng lưới phân tích của chúng ta. Kích Next. Ở đây thì chúng ta sẽ muốn tùy chọn mức độ chính xác của tia sáng, thì các bạn có thể chọn càng cao như Full chẳng hạn. Tuy nhiên lưu ý rằng càng cao thì phân tích càng lâu. Ở đây mình sẽ chọn Medium một thôi. Mình kích Next. Ở đây thì thông số về độ rọi của bầu trời thì các bạn có thể điền thông số vào đây, hoặc nếu các bạn không biết thì các bạn có thể để mặc định hoặc kích vào Ansure chọn là tính toán dựa theo cái vị trí tọa độ của mô hình. Đấy. Sau đấy mình sẽ kích Next. Cái này mình cũng sẽ để mặc định. Đấy. Ở đây thì các bạn cũng để là Regulatory Compliance Mode, nghĩa là mình sẽ tuân thủ các thiết lập. Mình kích Next. Đây mình sẽ có những cái bảng tổng thể và mình sẽ kích vào OK. Phần mềm sẽ tính toán cho chúng ta và chúng ta sẽ có một cái kết quả được hiển thị trên cái tấm lưới này. Các bạn sẽ đợi trong giây lát để phần mềm nó tính toán xong. Và mình lưu ý rằng cái mức độ tính toán nó sẽ phụ thuộc vào cái độ thiết lập của bạn lâu hay là chậm ở đây. Đấy. Bạn thấy rằng chúng ta đã thiết lập được một cái kết quả phân tích ở đây và sẽ tương đương với là cái giá trị ở đây cho mỗi ô màu. Mình có thể về shadow, bật bóng đồ lên cho bạn sẽ tiện xem xét như thế này. Hoặc các bạn cũng có thể là chọn một loại phân tích khác, đó là phân tích insulation level, tức là cái độ mức độ hình chiếu của ánh sáng. Mình sẽ kích vào đây, mình chọn perform calculation. Ở đây mình sẽ muốn là tính toán cái gì, có rất nhiều tùy chọn. Và mình sẽ chọn là Incident Solarization, tức là bức xạ mặt trời chiếu tới. Mình kích Next. Nó bạn sẽ báo các bạn bước 2 là sẽ tính toán trong khoảng thời gian nào. Và mình sẽ chọn là Specific Periods, khoảng thời gian này. Mình kích Next. Ở đây thì các bạn có thể tùy chọn ngày tháng. Ví dụ mình sẽ cho nó phân tích từ tháng 5 cho đến tháng 7 chẳng hạn. Đấy. Còn đây là giờ thì các bạn cũng có thể tùy chọn. Next. Đấy, ở đây mình sẽ kích Next. Tương tự ở đây chúng ta chọn Analyst Grid, kích Next. Next. Đấy, các bạn có thể có vài thông số các bạn có thể giữ nguyên mặc định. Và lưu ý rằng khi phân tích xong các bạn có thể kích vào đây để bỏ chọn các quá trình thiết lập nếu như cái thiết lập của bạn đã được thiết lập chính xác ngay từ đầu. Và mình sẽ kích vào OK. Phần mềm cũng sẽ tính toán cho chúng ta cái mức độ phơi sáng, độ bức xạ chiếu mặt trời chiếu tới của công trình trên cái mặt phẳng này. Các bạn đợi trong giây lát. Các bạn thấy rằng chúng ta đã có một cái phân tích về cái mức độ, cái độ tổng thể bức xạ mặt trời chiếu tới trong cái mặt phẳng này. Và các bạn có thể thấy rằng đấy, màu càng vàng thì nó càng lớn và nó sẽ giảm dần vào trong này như thế này. Đấy. Thì những cái phân tích này sẽ giúp các bạn là tính toán được cái mức độ nhiệt mà chúng ta sẽ nhận được ở trong những cái mô hình, từ đó sẽ đề xuất ra những cái phương pháp thiết kế cho nó chính xác, có thể là tiết kiệm năng lượng. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích trong Calculate đấy, ở đây để có thể tiến hành rất nhiều cái phân tích khác trong phần mềm Ecotech. Đấy là những cái hướng dẫn cơ bản mà các bạn có thể thiết lập. Và những cái bước mà mình hướng dẫn như lúc nãy nó có thể áp dụng chung cho nhiều cái quá trình phân tích trong phần mềm Ecotech. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.